Bây giờ là mình đang có mặt ở Kentucky. Sau khi chạy 16 tiếng đồng hồ từ Boston qua tới đây ha. Chỉ dừng mấy trạm, mấy chỗ để ăn uống nghỉ ngơi là chạy cỡ 16 tiếng. Khoảng đường gần 1.000 mile, tương đương chắc cỡ 1.600 km. Thì bây giờ mình đã có nhà đây, có mặt tại nhà ông anh mình. Thì ngày mai là theo nôi của ông anh mình, cho nôi con ông anh mình. Giờ là tập hợp đây, lâu lâu anh em được một chuyến đi chơi xa mà quay cho bạn chơi. Công nhận ở Kentucky này bùng hiu các bạn, không có thấy chỗ vui chơi gì chơi, chứ thấy gì toàn là farm không, đồng không mong quạnh. Mà hôm nay để coi tụi mình được trải nghiệm như thế nào, ăn uống làm sao ha. Em quay cho các bạn xem cho chị vui. Băng nó cây vậy. Đây là mới 10 giờ các bạn. 10 giờ là thuốc đắng hả? Đang ra trước rồi nè. Đó. Bước từ 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 giờ tới tối luôn. Đây nướng thịt trước ha, nướng thịt bò. Nó nóng đó, mình bỏ luôn. Sao mày đi vô tháng là người ta vì nóng luôn á. Mày hay quá ha, cái đống người ực vòng. Ai thấy? Ở đây ai cũng thấy vậy á. Tao không thấy đâu tìm. Bây giờ chủ sĩ đưa lên uống. Giờ là nướng cừu à. Lên. Yeah. Ừ. Ừ. Ôi giời ơi, không biết chết lúc nào. Như cầm cục rồi. Sao đã thế? Hỏi ổng cái gì, hỏi đây là sườn sườn cừu từ nước đây các bạn. Đang à. Bước lên đây là không cần uống cà phê nữa, nó tức kìa. Anh không có uống cà phê nữa. Đi cho khác đó. Mềm rồi. Người ta có quận nữa ơi. Người ta gọi là tiện tay. Băng làm chủ sĩ là đó. Đúng rồi, đúng rồi, các bạn. Chủ sĩ mới, chủ sĩ mới. Ôi. Coi coi cua ca cua Na Uy nè các bạn. Cua Na Uy nó gặp nhiều hơn gặp cua Cà Mau nữa. Nó nhiều. Gặp hơn cua Cà La nó quá trời nhiều gặp luôn. Bây giờ là mới trưa thôi mà gần sỉnh hết rồi. Mới gần trưa thôi mà sỉnh hết trơn rồi. Chưa kịp tới tối nữa. Ôi, 39 rồi. Ai đưa? Sườn cù. Cậu vậy bác hả? Đi ra về đón xe. Này đi chạy xe lại. Ok đúng rồi. Có đi. Mày bảo đợi má cái mấy cái bóp ra mày đứng mày ẻo gì nè. Em dạ đi quất xe. Ơi cho em đi anh. Em mệt. Quất xe nè mấy cái bóp. Trời mấy bà ngồi trời ơi. Mấy bà hàng xóm á. Mấy bà hàng xóm bua coi. Ôi, ẻo mà. Ẻo rồi. Mấy bà vui lắm mấy bà. Phải. Không biết làm gì không? Cởi quần á. Cởi được. Có bà quần trong hả? Bây giờ tụi mình đi lấy đồ ăn. Đi lấy thêm đồ nữa, không biết làm gì nữa. Chứ chung là ngày mai ha các bạn. Thôi bây giờ là tụi mình sẽ đi lấy thêm đồ ăn. Lấy thêm đồ ăn cho tối mai. Tối nay. Nghe nói là lấy tâm tích thôi các bạn. Kiếm lấy tâm tích thôi. Say luôn, nhậu từ 10 giờ tới giờ luôn, muốn say luôn các bạn. Ê cua nè. Có cua Cà Mau không? Ê cua Cà Mau nè. Cua Cà Mau 21 đồng một phao. Bỏ đi khô quá. Bỏ quá. Khô quá.
Ờ. Ơi ghẻ nè. Ghẻ xanh, ghẻ xanh. Ăn gì nổi giờ này nữa. Ôi, giờ này không có nổi đâu, không nổi đâu. À, ngay cái chợ Asian Market ở Kentucky để kiếm thêm nội đồ ăn cua ngọc. Ô kinh ráp nè, cua ngọc ăn cái quán à. Trời, kinh ráp mà có 12 đồng chết thôi. Chết no ốm da mà không đâu. Kinh ráp mà có 12 đồng bao rồi em nghĩ nó chết thôi. Có sầu huyết nữa, sầu huyết được à, sầu huyết nữa nè, sầu me được nè, sầu huyết nè, oh my god. Trời ơi, cái pha làm gì ăn? Chị Nam nấu mặn ngon lắm. Nấu mặn hả? Ờ, một đống nó ăn luôn á. Thôi, chị Nam sầu huyết, lấy sầu huyết, lấy mớ sầu huyết. Trời ơi, tám đồng thao má ơi, má ơi. Oh my god. Đây là tâm tích. Hấp đi. Tâm tích. Đưa kéo rồi đem cắt kìa. Đồ hiếm, đồ hiếm. Ờ để Huy hấp đi. Đưa cái kéo rồi đem cắt kìa ăn. Mày hiếp dầm mày lấy không? Rồi mày có uống nổi nữa không? Mày thấy không? Thấy không? Rồi giờ cuối cùng mày có uống nổi không? Dạ rồi. Tại đi uống kéo rồi. Đuổi con, uống mang xuống. Mày có uống nổi không? À, hả rồi, hả rồi. Giờ là tôi nè. Yeah. Nếu lỡ mai này tôi nè với các xa mình ha. Trời, chưa muốn xỉn luôn mà về đồ ăn quá trời. Còn ai kể nốt chuyện hôm nào. Nhẹ cái sashimi. Không ngon lấy tiền. Không, anh không tan. Không. Nói thiệt, hứa không tan. Không. Sao vậy? Không. Không tan. Thử đi. Không. Thử miếng nhỏ thôi. Miếng nhỏ thôi. Tươi ngon. Miếng nhỏ thôi. Trời ơi, gì vừa ăn chứ nhỏ gì nữa. No, có nói với bà Năm kìa. Thử miếng nhỏ, thử miếng nhỏ. Sớm quá. Là như vậy. Còn như cậu bình viên. Trời ơi, cá của người ta mất tiền gần chết luôn mà đúng nó bỏ, nó bỏ luôn. Trời ơi trời. Cá nó vô làm tiền chết luôn á. Còn gì nữa? Cái chấm mình bỏ vô miệng thôi mà sao. Tao quỷ nè ăn. Ờ quỷ lắm rồi, mắc cái mẹ không. Đò ra còn cái thứ mấy cái này vô gâu gâu cái quỷ kia. Cho tải miếng đi. Mỗi loại miếng đi. Rồi không ăn không. Trời ơi, nó ngon. Ngon hả? Ngon mà, tươi. Em không dám mà sống mà ăn này ngon á. Ừ. Chỉ còn tải. Em ớt. Giờ cái sắp nè. Trời ơi. Đây. Đây nè. Coi nè. Sắp mà. Có hả? Sao mắt mày không nói gì? Béo. Anh có biết là hỏi gì? Thơm. Tươi. Không tắm. Mày không nói gì? Cắn miếng hành ngâm nước đá. Hành mới đó. Bánh mì á. Bà tê. Như bơ không à? Ừ, ngon. Bởi ừ, thanh tấn cho cái cây thiệt là nhiều cây á con. Còn Bill Lê là thần tượng, anh vẫn đang ở basement. Ngày nào đó sẽ lên được tầng thượng. Nhưng mindset anh có và cải thiện. Tiếp duy để cùng nhau đi lên làm triệu phú. Anh bứt phá cuộc tim và anh sẽ phá cuộc tim. Vì anh có tiếp duy làm ông chủ. IAA Spirits Vietnamese chuyên đang trên đất Mỹ. Dân tộc người Việt Nam máu đỏ da vàng bằng lương bất quốc khi nhất với nhau bằng những chiến thiên nguyện. Mình cùng với IAA mình nhất trí. Together we build a new for life. Tới thay một đời đến khi mình mất đi. Let's go. Rock and roll, IAA Spirits tạo ra tiền đồ. Đừng tập trung tại chỗ, cuộc sống anh buồn qua như không có ngại khổ. Không có ngại khổ, anh muốn xem tiền bạc là công cụ. Hãy kiếm tiền trong khi mình đang ngủ. Đó là duy nhất trong đời không có làm ông chủ. Thứ anh hướng tới là một ngôi sao xa. Trong khi IAA là một dãy ngân hà. Nên là có năng lượng tích cực bao la. Đối xử với nhau như người thân nào. Hiếu nghi lễ nghĩa là đức tính chứng mực mà anh đang có. Và thành công chính là nhà nỗ lực cùng cực. Chứ không phải chạy cao đã ban cho. Yeah, quá khứ thất bại không quan trọng, ta xin bỏ lại. Nhiệt huyết và đoàn kết nắm chặt tay nhau, ta cùng hướng về tương lai. Tinh thần của đồng đội luôn phải gắn kết trong những ngày trong gai, để cảm nhận cho cả thế giới đã biết được là IAA có 102, có 102, bước chân vào trong BA luôn là luôn luôn không phải.
bay. Anh không sợ thất bại vì Christy Nguyễn và Bill Lê là CEO chứ không ai. Quá chán nản chứ vì không biết respect thì đừng tự hỏi I don't know why. Muốn thành công thì đừng tự bỏ quickly Jenny baby don't cry. Don't cry and remember this. Remember I ain't in for life. Đưa cuộc sống từ bế tắc tới trở nên huy hoàng. Giúp cho mọi người tiết kiệm tinh tế suy thoái không sẽ không suy tàn. Đến một ngày mình chợt nhận ra là mình có cả đống di sản thì đừng nghĩ trời vàng. I ain't để giúp đời giúp người và nhiệt huyết sẽ không một lời than. Đây là những con tôm tích ở Mỹ. Chắc chắn nó sẽ không bự bằng Việt Nam, nhưng nó sẽ chắc chắn nó sẽ rất là mắc hơn Việt Nam. Một phao là 30 mấy đồng, tương đương với 1 ký là tầm 60 mấy đồng, là 60 mấy đồng là 1 triệu mấy. Mà nó không có bự à, nhỏ. Nhưng mà ok, chất lượng cũng chứ ngọt. Nóng chín. Đây là review của tôm tích. Tôm tích hấp chưa chín nữa nè. Chín rồi. Chín rồi. Tôm tích giờ này mà chín nữa sao được. Để ăn. Cái này đây. Review cho nó đàng hoàng nha. Chín rồi. Đúng cách. Đó thôi, ra hết mẹ thịt rồi. Ồ. Chín không tại. Nó nói thiệt, cái này là lần đầu tiên ăn luôn, từ đó giờ không biết ăn tôm tích luôn. Quáp vậy? Ví dụ đó. Nó có gặp đó, ngọt hơn tôm mà được hả? Trời ơi, tôm tích mà chỉ biết ăn. Sao mà? Ngọt lắm. Thầy răng nó kéo, cắt hai bên hông. Mày muốn nó lọt không? Là... Thở càng lọt thôi, thở muốn nó lọt không? Nói đi. Lạnh rách à? Lạnh rách hả? Vì không biết ăn rồi. Tay gãy xong rồi. Có hiện trường hết trơn. Lấy đồng thử dạng mai. Đang làm món gì cậu? Sao lăn à? Sao cà ghi vậy? Có gì á? Yes, cà ghi. Món gì hơn sao? Chị làm chả giò à? Có cái giò hào cặp cho tế kìa, mình ngủ dư hương. Còn cái này dê mà. Cà dê. Cậu uống giò hào không? Bây giờ bỏ rượu vô tủ đông. Rượu uống thùng thùng không à. Giờ không có tính chai nữa. Một thùng. Thùng uống lệ ra chút xíu mà còn nhiều. Qua giờ là 10 thùng bia rồi đó. Một thùng, thùng 28 chai á, là uống cỡ 300 chai đó. Cắt khoai. Ngon lắm. Tôi bự xong cho mấy anh ăn đi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Vô đây. Rồi giết nó. Giết, vô đây, uống đi. Ta ăn hết chai rồi má ơi. Vô. 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 Thịt ai không chạy nhiều. Nè, nhiều đưa đó đây. Hai cái tem này chiều qua đi là chết hết. Ôi ôi. Ừ. Không thấy mặt trời lặn luôn á. Trời, bia no. Ngồi sao ta ăn?
đúng rồi. Bởi vì mình ăn cái này mình uống cái này đúng bài luôn nha. Cái đó hồi đó đáy nhẹ gà hấp lá chanh nước muối ha, vô vô đây là con gà nó biết sao nó chết không, chuẩn bị nướng heo gừng, đây là dê dê sakai, dê xào sa tế, dê mà heo gừng xào sa tế, dê dê curry curry dê xé ra ăn thôi món vậy. Hấp lá chanh, hấp lá chanh. Không để xé rồi. Cho nó giờ ăn nước nguyên con. Nãy nồi canh bây giờ ăn con gà. Đây là sầu huyết gan muối nha. Ô sò luôn á, sò sống luôn á. Thịt tươi á. Sò nhiều quá. Cho nước trên rồi nè. Đúng gan muối luôn á. Sò sống nhiều quá. Sò chết nhiều quá. Mà mình á, con cũng bị bệnh nè. Tại vì sợ trong hãng trang luôn. Xe đâu dám này nè 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 cho con coi nè. Nè, nhờ cái thằng mà nó làm chung á. Đây nè, còn nè, y cha nè thấy không? Vậy đi, vui. Đau quá. Khóc là vì hạnh phúc chứ không phải là không. Thấy chưa? Còn nếu đau quá sợ điếm nổi cho con. Bây giờ là 4 giờ chiều. Cuộc nhậu bắt đầu từ 10 giờ sáng tới giờ. Như hôm qua. Đó gên nữa. Hết la tới gên. Là gên nó hú nó không nội. Là cái xương này nè, con thấy không? Bây giờ nó hở nè, hở một khúc luôn. Thấy chị Năm. Thôi gên nhìn tay luôn. Hồi nãy bà nó tay để lọt luôn. Từ nhiều quá. Ít cái giờ hết luôn nó bỏ luôn. Là cái cầu bực máu, bực đất. Rồi. Giờ sao mấy tấn thương cũng chết rồi. Cháo xong chuẩn bị về. Quất được chén yến chân có sức đi về 16 tiếng. Đang chờ mấy ông anh tôi uống hết bia em được về nè. Ơi. Còn là cao thủ không? Cao thủ quay chữ rồi, tranh thủ để coi cho quay cho biết cao thủ hay lắm, giỏi lắm. Lắm quá rồi, xe nằm đó, xe có chỗ hạt pin được không? Có trước thôi, nếu anh lên lái thì được sạc pin. Cái nào sao cứ nằm đi, không có pin đâu cho anh sạc. Có luôn hả? Về về 1 giờ mày về mình chắc cũng có 4-5 giờ sáng. Trời ơi má ơi, mày làm nữa. Bây giờ là 3 giờ rưỡi. Đi từ 12 giờ rưỡi cho tới 3 giờ rưỡi, 15 tiếng. Kết thúc hành trình đi Kentucky. Tạm biệt các bạn.